đầu quản lý công nghiệp năm 2008. Tốt nghiệp xuất sắc được trước 1 năm rất là vinh dự, đi làm được 2 tháng khỏe, không ai chịu nổi, đã một phát giang vì cái tội ngông nghênh, vừa ngông vừa ngu. Hả? Đủ rồi đó. Chủ đó đem lên mạng đấy. Đấy, cái thằng nó đang quay tôi rồi, nó để làm bằng chứng